Xin chào, tôi là Nguyễn Linh Hải. Ở trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với bạn cách để chúng ta có thể thực hiện quảng cáo vào thẳng cái tệp mà chúng ta đã tải lên Facebook ở cái video trước mà tôi đã chia sẻ. Sau khi chúng ta tải lên cái tệp khách hàng từ cái số điện thoại lên trên Facebook thì chúng ta sẽ thực hiện quảng cáo thẳng đến cái tệp này bằng cách là ở trong cái trình quản lý quảng cáo thì chúng ta sẽ chọn vào cái nút tạo quảng cáo ở đây. Thì có thể là tạo quảng cáo theo thông thường bằng cách là tạo một cái quảng cáo đơn, hoặc chúng ta có thể thực hiện sử dụng công cụ nâng cao đó là Power Editor để chúng ta có thể thực hiện quảng cáo bằng cách là chúng ta sẽ phân tách cái nhóm đối tượng khách hàng của chúng ta. Chúng ta có thể chia nhỏ nhóm đối tượng theo độ tuổi hoặc là nhân khẩu học để chúng ta có thể thực hiện việc đo lường cái kết quả quảng cáo. Ở đây tôi sẽ thực hiện việc sử dụng đó là công cụ Power Editor. Để tạo quảng cáo này thì chúng ta sẽ chọn vào Power Editor, sau đó chọn vào mục tạo chiến dịch. Ở phần tạo chiến dịch chúng ta sẽ đặt tên cho nó, ví dụ như ở đây tôi sẽ tạo một chiến dịch quảng cáo để tuyển mẫu ảnh và tuyển cộng tác viên cho nhãn hàng mỹ phẩm Rycy chẳng hạn. Ví dụ sẽ đặt tên là Rycy và đặt tên cho nó, ví dụ như là cộng tác viên, và đặt ngày để chúng ta có thể phân biệt được với những cái chiến dịch khác. Sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện chọn việc mục tiêu chiến dịch. Ví dụ như ở đây tôi sẽ chọn là tương tác với bài viết. Chúng ta có thể chọn mục tiêu chiến dịch tùy theo cái mong muốn của chúng ta ở cái mục tiêu của cái bài viết. Và đặt tên cho nhóm quảng cáo. Ví dụ đặt một tên như thế này. Và đặt tên cho quảng cáo. Chọn vào lưu vào bản nháp. Sau khi tạo xong chiến dịch thì chúng ta sẽ vào mục đó là nhóm quảng cáo để chúng ta có thể tùy chỉnh cái đối tượng khách hàng của chúng ta, chọn vào chỉnh sửa. Sau đó thì ở cái phần này chúng ta sẽ lựa chọn ngân sách hàng ngày hoặc là ngân sách trọn đời. Thông thường tôi sẽ sử dụng đó là ngân sách trọn đời để có thể tùy biến được cái phần lịch chạy quảng cáo lên lịch chạy quảng cáo, thì có thể là chọn được cái thời gian mà chạy quảng cáo ở trong ngày. Ngân sách đây ví dụ chẳng hạn tôi sẽ đặt là 100.000 thôi chẳng hạn, và chạy trong vòng 5 ngày, trung bình là một ngày khoảng 20.000 thôi. Và sau đấy thì hoặc là một cái khoản chi phí nào đấy mà chúng ta có thể lựa chọn mức tối thiểu là 20.000 để chạy đến ngày 19 chẳng hạn, thời gian là đến 23 giờ đêm và chạy theo lịch trình lựa chọn là từ 7 giờ sáng đến 12 giờ đêm. Đối tượng ở đây chúng ta sẽ lựa chọn vào cái phần đối tượng tùy chỉnh này và chọn lên cái phần tệp khách hàng mà chúng ta đã tải lên. Ví dụ như đây là danh sách khách hàng Hà Nội làm đẹp ạ. Ở cái video trước thì tôi đã tải lên đó là 2.900 người, hay một cái danh sách khác ví dụ như ở đây có 280.000 người chẳng hạn. Và sau khi tải lên thì chúng ta có thể lựa chọn target sâu hơn nữa bằng cách lựa chọn cái location, cái vị trí quảng cáo. Ở đây đó là đang ở Việt Nam thì chúng ta có thể thực hiện việc target bằng cách là chúng ta có thể thả ghim vào tại một cái vị trí nào đấy mà chúng ta mong muốn. Ví dụ tôi sẽ thả ở Hà Nội đây chẳng hạn, trung tâm Hà Nội đúng không? Ta chọn là thả ghim vào đây. Và cái bán kính cho nó ví dụ 10 km thôi chẳng hạn. Thì cái đối tượng từ 280.000 xuống đối tượng tiếp cận tiềm năng là 85.000 người. Và target sâu nữa thì chúng ta có thể lựa chọn đó là độ tuổi. Ví dụ ở đây tôi sẽ lựa chọn là 17 tuổi cho đến 20 tuổi chẳng hạn. Và giới tính đó là nữ, nữ thì quan tâm đến mỹ phẩm. Và số lượng tiếp cận tiềm năng đây khoảng 3.900 người. Lọc target sâu đến từng đối tượng như vậy, và chi tiết hơn nữa có thể là những cái người mà người ta thích mỹ phẩm thôi, đó sở thích là mỹ phẩm, thế còn 3.800 người, hoặc là thêm những cái nhân khẩu học hay là những cái sở thích khác thì chúng ta có thể thêm vào đây. Và sau đó thì chúng ta những cái phần vị trí quảng cáo với tối ưu này thì chúng ta giữ nguyên và chọn vào xem lại mục nhá. Rồi và sau đấy thì ở cái phần này thì chúng ta chọn vào xác nhận để có thể
Load cái thông tin mà chúng ta vừa vừa đăng tải lên. Và tiếp nữa chúng ta sẽ chỉnh sửa cái bài quảng cáo cho cái nhóm này. Thì vào quảng cáo, sau đó chọn chỉnh sửa. Lựa chọn đến cái fanpage mà chúng ta quản lý và chúng ta muốn quảng cáo cái bài viết đấy. Ví dụ ở đây tôi sẽ lựa chọn là tinh dầu cám gạo Rice và lựa chọn một cái bài viết ở trên trang fanpage này. Ví dụ như cái bài viết này chẳng hạn. Và thay đổi thì các lỗi đã được giải quyết và chọn xem lại mục nháp và chọn là xác nhận. Và như vậy là đã xác nhận được cái mục quảng cáo này. Và để phân tách cái đối tượng nhóm khách hàng thì chúng ta sẽ vào mục nhóm quảng cáo và tích chọn vào đây. Sau đấy ở cái phần sao chép này chúng ta chọn vào phần mũi tên và chọn vào tách đối tượng. Đây hệ thống sẽ có thể tự tạo cho chúng ta theo những cái nhóm độ tuổi mà chúng ta từng cái khung mà chúng ta ví dụ như là nhóm ban đầu gốc là 17 đến 20 tuổi. Đó bước 4 tuổi 17, 18, 19, 20 và sẽ tạo ra thêm những cái nhóm khác ví dụ là từ 22 đến 25, 26 đến 29, 30 đến 33 và 34 cho đến 37 tuổi. Đây chỗ này thiếu thì chúng ta có thể lựa chọn 21 này cho đến 24, 25 đến 28, 29 cho đến 32 và 33 cho đến 36. Thì tùy theo cái lĩnh vực và sản phẩm của chúng ta thì chúng ta có thể thực hiện việc tạo nên những cái phân tách nhóm đối tượng này và chọn vào tạo nhóm quảng cáo. Thì ngay lập tức sẽ tạo thêm cho chúng ta 4 nhóm quảng cáo nữa cùng với cái những cái thông số mà chúng ta đã tạo ở cái nhóm nhóm gốc. Sau đó chọn vào xem lại mục nháp. Đây chọn vào xác nhận. Và như vậy là đã xác nhận hoàn tất các mục và chúng ta có thể quay lại kiểm tra lại vào chiến dịch này. RISE cộng tác viên và đã hoạt động. Và chúng ta mở ra xem bên trong thì những cái nhóm đang hoạt động này. Có tất cả của chúng ta là có 5 nhóm. Và như vậy là chỉ sau vài bước thì chúng ta có thể thực hiện việc quảng cáo đến cái đối tượng khách hàng là cái tệp khách hàng mà chúng ta tải lên mà chúng ta đã sưu tập và lọc được từ những cái UID và chuyển đổi sang những thông tin về số điện thoại cũng như nhân khẩu học và chúng ta import lên trên cái trên Facebook này và chúng ta thực hiện việc sử dụng công cụ nâng cao đó là Power Editor để chúng ta có thể thực hiện chia nhóm quảng cáo để chúng ta quảng cáo đến chi tiết target từng cái nhóm khách hàng của chúng ta để cho chúng ta có thể thực hiện việc chia sẻ những cái bài viết hay là quảng cáo những cái bài viết bán hàng đến cái tệp khách hàng mà chúng ta mong muốn. Chúc bạn thành công, xin chào và hẹn gặp lại ở những cái video chia sẻ tiếp theo của tôi.